Hello, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người, lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi lời chào thân ái và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em từ trước nay. Hôm nay em có một em bình này, một chiếc chóe này của Sachima. Chóe này chóe 8 cạnh nhé mọi người nhé. Gọi là bát giác của hàng Sachima, họa tiết vẽ tay rất là đẹp luôn. Trên này có lá phong này mọi người. Đấy. Con này mấy cạnh? 2, 4, 6 cạnh. À xin lỗi mọi người nhé, em nhầm mất là con này là chiếc chóe này là chóe lục giác nhé mọi người nhé. 2, 4, 6, em nhầm em lại bảo là 8, chết. À, em quay sát lại cho các bác xem này. Rất là đẹp luôn. Vẽ chim công. Đây. Đấy. À, trước này tình trạng là lành tít nhé mọi người nhé. Chuyện dấu cộng luôn. Đây em nhấc cho các bác xem này. À. Đấy, mọi người xem men dạn nó ok chưa? Em quá là ok luôn. Em thấy là trước này rất là ok đấy mọi người ạ. Đấy, ở trên này có vẽ vàng này. Rất là ok luôn. Đây, quay cho bác xem đây là một con chim này. Cũng vẽ vàng này. Đấy, cổ nó điểm, cổ này có màu màu bã trầu rất là đẹp luôn. Đặc trưng của dòng gốm của Nhật nhá mọi người nhé. Rất là ok. Đấy, em quay cho các bác bên trong. Đấy, tình trạng lành tít luôn. Ở bên trong nó có những cái nốt nốt kia như không phải là không bị làm sao cả mọi người nhé. Đây, em quay cho các bác xem này. Không bị làm sao cả, em thò tay vào. Nó là kiểu là khi người ta nung nó phồng lên đấy hay sao. Nhưng mà không vấn đề gì. Bên trong em nghĩ là không có một vấn đề gì cả. Đây, em đặt nó xuống cho các bác xem. Đó, chuyện đẹp chưa mọi người? Chuyện Sachima nền đỏ chữ vàng nhá, vẽ bằng vàng nhá, vẽ bằng vàng đấy. Rất là đẹp, đây men dạn. Đấy, các bác thấy ok chưa? Chiều cao của em này là 46 mọi người nhá. Hay để em đặt nó lên xong em đo kích thước cho mọi người xem. À, em đo hộ anh cái kích thước của bình này cái. Đây em đo vào giữa này mọi người mới nhìn thấy. Đây mọi người nhá, chiều cao của nó vào 46 này. Chiều cao 46. Rất là ok luôn. Em đo chiều ngang này một mặt này cho anh, một mặt thôi. Đây một mặt của nó là 13 nhá mọi người nhá. Một mặt 13. Em đo hộ anh cái miệng này. Cái miệng đo hai chiều này thôi. Đây mọi người, miệng nó 12,5 nhá. Rất là ok luôn. Còn chiều vuông này của nó này ngoài vào 14,5. Đấy, rất là ok. Đấy, em đặt xuống. Bây giờ em đo vòng tròn, vòng bụng của chiếc này cho mọi người cùng xem này. Đây mọi người nhá, nó là 78. Nó con này vào khoảng 78 hoặc 79 thôi được rồi em ơi. Đấy mọi người, nếu mà ai mà ưng chiếc chóe này thì mọi người cứ liên hệ với em nhá. À, liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668. Em sẽ ship về tận nhà cho mọi người. Bao bể vỡ. Đấy, quá là ok luôn. Em thấy cái này quá là đẹp mà mới. Nó lành tít luôn. Đây vẽ vàng này mọi người. Rất là đẹp luôn. Đấy, còn còn luôn. Thôi, em xin phép em kết thúc video đây mọi người. Nếu mà quý anh chị nào mà yêu thương em bình này thì cứ liên hệ với em nhá. Em xin chào tất cả mọi người nhá.